Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đất. Làm một được 10, vận may liên tục kéo tới, phúc lộc đẻ đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn chia sẻ tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thần đồng tiên tri hé lộ sự thật tuyệt vời, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, lộc trời ban xuống, trúng số cực đậm, trả sạch nợ nần, cực giàu có, đúng 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Thường qua cơn bĩ cực sẽ tới ngày thái lai, dù cho bạn là ai, mình cũng cần vui sống, đừng nản lòng thất vọng, giữa cuộc sống ba sinh, phải tự là chính mình, đứng lên giành chiến thắng. Một đời người quý lắm, chẳng mua được bằng tiền, sức khỏe, sự bình yên, bạn hãy nhớ như thế, có thể không hề dễ khi phải tự vượt qua, nhưng mỗi người chúng ta là một niềm vui sống. Quý vị thân mến, người xưa có câu, ở hiền gặp lành, hiền lương sinh phú quý, quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng, tuy nhiên bên cạnh đó tính cách của họ cũng quyết định số phận phần nào. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình đủ đầy, sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà gặp được nhiều may mắn, cuộc sống được quý nhân phù trợ ít nhiều. Khi xem tử vi chọn đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, con giáp này là người hoạt bát, sôi nổi, hiền lành và giỏi giang, vì thế mà cuộc sống của họ thường rất bận rộn và phong phú, đủ sắc màu. Theo tử vi học, Mậu Ngọ được Phật Tỳ Sa Môn Bồ Tát ban phúc, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ban trí tuệ, Dược Sư Như Lai hộ mệnh, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát bảo hộ, nên trong cuộc đời của con giáp này, dù có phải trải qua nhiều gian nan, vất vả khi còn trẻ, nhưng càng về già sẽ được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, an nhàn. Trong chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, thì ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị và các bạn cùng luận bàn về tử vi 6 tháng cuối năm 2024 của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, để quý vị biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao trong 6 tháng cuối năm Giáp Thìn, tháng nào được hưởng phước lộc trời ban, may mắn tài lộc ùa về, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo sẽ thế nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Mậu Ngọ sinh năm 1978 hay còn được gọi với cái tên khác là cứu nội chi mã, tức là con ngựa ở trong chuồng, thiên can mậu, tương hợp quý, tương hình nhâm, giáp, địa chi ngọ, tam hợp dần, ngọ, tuất, tứ hành xung tý, ngọ, mão, dậu, mạng thiên thượng hỏa, lửa trên trời, con nhà xích đế, cô quạnh, xương con ngựa, tướng tinh con heo, được Phật bà quan âm độ mạng. Ngọ là địa chi thứ 7 trong bảng thập nhị địa chi, ngựa trong lúc sắp chạy về đích thì rắn bắt đầu tăng tốc trườn về phía trước, khiến ngọ hoảng loạn và cán đích phía sau rắn. Người tuổi ngọ bản lĩnh hơn người, khí phách hiên ngang, tứ hải giai huynh đệ, ngọ không ngại gian khổ, khó khăn, sẵn sàng quên mình giúp đỡ kẻ khác. Chính tính dương của loài ngựa, đặc biệt là ngựa được mang phong thái hiên ngang, uy dũng, khiến người ta ngưỡng mộ. Người cưỡi ngựa không là dũng sĩ cũng là danh tướng, ngựa phò tá đắc lực chủ nhân, người tuổi ngọ có số kế cận lãnh đạo hoặc lãnh đạo. Ngựa trong phong thủy còn là biểu trưng tài lộc và sự phát triển, các tranh hợp tuổi này là mã đáo thành công, tranh bát mã, hồng phất mã công thành danh toại, cung hoàng đạo ứng với văn hóa phương Tây của ngựa là cung nhân mã. Người thuộc cung nhân mã là những người có khả năng làm việc độc lập, giàu tính sáng tạo, tinh thần, trí lực dồi dào và dễ chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp. Vị trí cung ngọ thuộc ly hỏa, biểu trưng cho sự đi lại, vận động,
di chuyển và thay đổi. Đến năm Ngọ nhiều bước ngoặt và chuyển biến tích cực, tuổi Ngọ sống trung thành, tình nghĩa, trước sau như một. Nếu Tý, Tỵ sắc xảo, tinh danh và nhiều mưu mẹo, Ngọ là thực lực, sự kiên trung đến cùng, phấn đấu vì mục đích. Người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, địa chi Ngọ ngũ hành hỏa nên nóng nảy, nhanh vội là đặc trưng của tuổi này. Đặc biệt khi cần chiến lược bứt phá, thay đổi để phát triển, rất cần sử dụng những người tuổi Mậu Ngọ trong môi trường làm việc. Tỵ, Ngọ, mùi hành hỏa hợp phương Nam, hướng Nam, tính cách tuổi Mậu Ngọ nhờ dương hỏa mà suy nghĩ nhanh gọn, ngay thẳng, chẳng phải nhiều người khẳng định, thẳng như ruột ngựa. Họ có quan điểm, lập trường rõ ràng, quá trình làm việc, xúc tiến hành động nhanh chóng, mau lẹ, kết quả công việc nhanh chóng đạt được, đặc biệt trong tam hợp thuộc dần Ngọ Tuất, tam hợp hỏa, người tuổi Mậu Ngọ nên ngành nghề phù hợp truyền thông, công nghệ, marketing, dịch vụ vận tải, logistics, nghệ thuật, thời trang, làm đẹp. Xem tử vi chọn đời tuổi Mậu Ngọ đại biểu cho ngôi chí tôn, ngôi đế, ngoài ra Mậu Ngọ mệnh hỏa biểu trưng cho mặt trời, ánh sáng của vạn vật, là ngọn lửa đam mê, chí hướng sục sôi thành hành động, ý chí, tinh thần đam mê, nên người tuổi Mậu Ngọ mang trong mình nhiệt huyết mạnh mẽ. Điểm yếu lớn nhất của Mậu Ngọ là cả thèm chóng chán, nhanh nóng chóng nguội, nóng giận hành động vội vàng. Ngọ và mùi trong thế nhị hợp hóa thổ nên tuổi Mậu Ngọ giỏi tích lũy nhà cửa, có duyên bất động sản. Ngọ hỏa sinh mùi thổ, thay vì việc sinh xuất sức lực, hao tổn tiền tài vì chiến trận, đấu tranh, tranh chấp, lời khuyên Mậu Ngọ nên tích lũy tiền bạc, rèn luyện tâm sức, trau dồi và học hỏi để đạt được thành công trong cuộc đời. Xem tử vi 2024 Mậu Ngọ theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Mậu gặp giáp tương khắc, ít gặp thiên thời, may mắn đều do mình tự tạo ra, chủ động mọi việc, không cần cầu cạnh bất cứ ai. Xét về địa chi, Ngọ gặp Thìn bình hòa, vận khí đi vào giai đoạn tích lũy, bình ổn, không có biến động nào quá lớn. Công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm đều duy trì ở mức hài hòa, không có quá nhiều trở lực. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên bình hòa, gia đạo hay sức khỏe duy trì tốt, không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng. Tiểu kết, xét theo ngũ hành, can chi, năm 2024 là năm bình ổn với tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, vận trình đi vào giai đoạn bình ổn, tích lũy, công việc làm ăn tiến triển khá thuận lợi, công việc cũ mở rộng thêm, tiền bạc cũng không còn dấu hiệu tụ tán quá bất ổn, mà dòng tiền chảy về túi đều đặn, gia đạo, tình cảm hay sức khỏe cũng được đánh giá tốt trong năm, đặc biệt vào 6 tháng cuối năm được dự báo là thời điểm rực sáng phát tài, nổ lộc của Mậu Ngọ, nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 6 tháng này, chắc chắn sẽ đổi vận nhanh chóng, giàu như vũ bão trong năm 2024. Số vận của người tuổi Mậu Ngọ trong nửa cuối năm Giáp Thìn cực đẹp, có thể nói là khoảng thời gian tương đối có nhiều cơ hội với tính cách của mình. Người tuổi Mậu Ngọ có thể đẩy lùi được những chuyện thị phi, phát triển nhiều phương diện, người tuổi Mậu Ngọ hay đi trước những người khác một bước. Trong 6 tháng cuối năm Giáp Thìn nên phát huy ưu điểm đó, người tuổi Mậu Ngọ vốn yêu cầu quá cao, tính tình có lúc còn cổ quái, khiến bạn bè khó tiếp nhận, cho nên bản mệnh cũng có nhiều phiền phức. 6 tháng cuối năm 2024 Giáp Thìn, người tuổi Mậu Ngọ nên nắm lấy những cơ hội củng cố bản thân, nên là người chủ động mà không phải là người chủ thủ. Người ta thường nói thành công thường dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cho nên nửa cuối năm Giáp Thìn, người tuổi Mậu Ngọ cần dũng cảm để giành lấy thiên thời, địa lợi, sống sảng khoái, vui vẻ thì sẽ có thu hoạch. Vì 6 tháng cuối năm Giáp thì người tuổi Mậu Ngọ có 4 sao cát chiếu mệnh, chủ về phúc, lộc, thọ. Sự tăng cường lực lượng cát thần sao chủ về cuộc sống tình cảm khiến người tuổi Mậu Ngọ thêm vận đào hoa. Nửa cuối năm Giáp Thìn, người tuổi Mậu Ngọ luôn có nhiều niềm vui. Vạn sự thành ứng nghiệm một chữ thuận, nhưng năm Giáp Thìn là năm phá thái tuế, nên người tuổi Mậu Ngọ gặp nhiều chuyện thị phi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ nhất thiết không được có những hành vi phi pháp vì có thể bị vướng vào pháp luật hoặc ảnh hưởng tính mạng. Họ cần phát triển một cách quang minh chính đại để chuyển hung thành cát. Về phương diện tài vận và sự nghiệp, tháng cao trào về tài vận của người tuổi Mậu Ngọ trong 6 tháng cuối năm Giáp Thìn là tháng 6, tháng 8, tháng 12 âm lịch. Người sinh năm 1978 có thiên ất quý nhân phù trợ, cho nên tất có niềm vui trong sự nghiệp, có quý nhân phù trợ, đại lợi ở bốn phương, đại lợi khi đầu tư. Trong 6 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ khá tốt, mọi nỗ lực mục tiêu của bạn đều đang được đi đúng hướng. Đối với người làm công thì trong nửa cuối năm nay, các bạn sẽ có cơ hội để phát huy tài năng của bản thân. Nếu biết cách nắm bắt thời cơ thì sẽ nhanh chóng được cấp trên đề bạt lên những vị trí tốt hơn. Đối với các chủ kinh doanh tuổi Mậu Ngọ thì cần cẩn trọng trong cách đối nhân, xử thế.
Sự khéo léo trong công tác quản lý sẽ giúp bạn tìm ra và giữ chân được người tài, nhờ đó mà công việc làm ăn cũng sẽ tự khắp thuận buồm xuôi gió. Nam và nữ tuổi Mậu Ngọ có ý định mở rộng kinh doanh, hợp tác làm ăn thì nên kết hợp với các tuổi Nhâm Thân, Quý Dần, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Giáp Thìn, Canh Tuất, Tân Hợi. Về tài lộc, tiền bạc. Con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ trong 6 tháng cuối năm 2024 khởi sắc, do vậy mà phương diện tài chính cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trục trặc, vất vả như trước. Đương sự mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Vừa được cát tinh phù trợ, lại có thiên tài chủ về các nguồn thu phụ mang tới lộc trời ban, ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, bản mệnh có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định. Chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước, đương sự tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được khoản kha khá, yên tâm cho một vài kế hoạch trong năm 2024 sắp tới. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá đắc chí, đâm ra tiêu xài phung phí cho các sở thích cá nhân không lành mạnh, dẫn đến tài sản hao hụt, tiền bạc khó lòng rủng rỉnh như mong đợi. Về tình duyên, gia đạo. Người tuổi Mậu Ngọ đừng nên cố gắng che giấu cảm xúc của chính mình. Đường tình duyên của người tuổi Mậu Ngọ trong 6 tháng cuối năm 2024 phụ thuộc phần lớn vào năng lực của chính họ. Người độc thân cần chủ động hơn trong các mối quan hệ. Nếu tìm được đối phương phù hợp thì nên sớm tiếp cận và bày tỏ nỗi lòng của mình cho họ biết. Tuy nhiên, cũng không nên quá nóng vội, vồ vập, như vậy sẽ rất dễ khiến đối phương cảm thấy khó xử, đâm ra mọi chuyện khó lòng có kết quả như mong đợi. Đối với người đã lập gia đình, bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn bên các thành viên trong nhà, tránh để những áp lực bên ngoài và sự bận rộn do công việc mang tới, vô tình gây dựng một khoảng cách vô hình giữa mọi người trong nhà với nhau. Về sức khỏe. Sức khỏe trong nửa cuối năm nay là vấn đề mà bạn cần đặc biệt lưu ý. Những cơn đau vặt vãnh đôi khi có thể là tiền đề cho sự giảm sút về mặt thể chất lẫn tinh thần, bản mệnh nên ăn uống và ngủ nghỉ khoa học hơn. Khi cơ thể bắt đầu lên tiếng thì nên ngay lập tức đến các cơ sở y tế để thăm khám và chữa trị kịp thời. Sức khỏe là điều mà ai cũng quan tâm khi xem tử vi, vận mệnh của mình. Sức khỏe của những người tuổi Mậu Ngọ năm 2024 có liên quan mật thiết đến công việc. Khi công việc quá nhiều, bạn cần điều chỉnh lại sao cho phù hợp để tránh hao tổn sức khỏe. Bên cạnh đó, người tuổi Mậu Ngọ cần chú ý khi tham gia giao thông trên đường để tránh các tai nạn bất ngờ, đặc biệt đối với các ngành nghề liên quan đến xây dựng, hóa chất, cần chú ý an toàn trong quá trình làm việc. Quý vị thân mến, luận tử vi, những người cầm tinh con ngựa trong năm Giáp Thìn không gặp quá nhiều thử thách. Miễn con giáp này có sự kiên nhẫn và bình tĩnh, chỉ cần bản mệnh có sự chuẩn bị tốt và luôn chủ động có phương án dự phòng cho mọi tình huống, thì khả năng đạt được thành công như mong đợi là điều không khó. Sự nghiệp lên hương thì tự khắc tài chính sẽ khởi sắc. Bên cạnh đó, trong năm tuổi Mậu Ngọ có thể đeo vòng tay đá mã não đỏ phong thủy để giảm bớt tác hại của thái tuế, cũng như cầu phúc cho cả nhà năm mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đồng thời, với nữ giới tuổi Mậu Ngọ cũng có thể đeo vòng si chim màu vàng với tỷ hưu giúp mang lại phong thủy tốt và tài lộc dồi dào. Còn đối với nam giới nên đeo vòng tay đá mắt hổ tỷ hưu hoặc treo mặt dây chuyền tỷ hưu đá mắt hổ trong ô tô để cầu lộc, cầu phúc tốt hơn. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Mậu Ngọ trong 6 tháng cuối 2024. Tử vi tuổi Mậu Ngọ 2024 tháng 6 âm lịch. Tử vi tháng 6 âm lịch của người tuổi Mậu Ngọ có vận trình thực thần khắc thiên quan, theo đó, nguyệt lệnh mùi thổ còn tương hợp với ngọ hỏa, cộng thêm thái tuế và nguyệt lệnh cũng nằm trong bố cục tam hợp mộc cục, do đó, người làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi, có điểm gia tăng tài sản. Nữ nhân thì vẫn ưu sầu vì rắc rối của nửa kia, được cái mọi khó khăn đều sẽ không đo ván được người này, bạn mạnh mẽ và dám đứng lên để đi tiếp. Xem tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Mậu Ngọ âm lịch thấy rằng, đây chính là thời điểm để bản mệnh bứt phá vươn lên. Có nhiều yếu tố thuận lợi sẽ giúp bạn tháo gỡ những vướng mắc từ trước đó và vươn tới cái đích mà mình đặt ra. Người tuổi Mậu Ngọ có thể tin rằng, tam hội sẽ đem đến cho bạn rất nhiều cơ hội sự nghiệp trong tháng 6 này. Hãy nhân thời cơ hiếm có này để nhanh chóng hoàn thành những mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó, gây ấn tượng với cấp trên và mọi người xung quanh. Thời điểm này, bạn có thể kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đáng quý, đối phương có thể đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi hoặc gợi ý hướng đi mới, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình, về công việc mình đang làm hoặc về tình hình thực tế trước mắt, lại thêm nguyệt lệnh trường sinh dẫn lối.
bạn luôn có thái độ cởi mở khi tiếp xúc với những điều mới mẻ. Nhờ vậy mà bạn không còn bị bó hẹp trong những cái mình đã biết nữa. Tháng 6 hứa hẹn bạn sẽ tiếp thu thêm được nhiều kiến thức mới, giúp ích cho công việc không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai. Một trong những hoạt động cần thiết trong thời điểm này chính là mở rộng các mối quan hệ xã giao. Với sự thông minh, nhiệt tình và những nét độc đáo riêng trong tính cách, bạn chắc chắn có thể thu hút được nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân của bạn. Tình hình tài chính của người tuổi Mậu Ngọ có những tiến triển khá tích cực trong tháng 6 âm lịch này. Tam hội đem lại nhiều tác động tích cực, khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, nhanh chóng, đem lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể. Thời điểm này, quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn nhanh chóng giải quyết các vấn đề khúc mắc, thậm chí giới thiệu cho bạn những mối làm ăn phù hợp với năng lực của mình, giúp bạn trở thành con giáp giàu có. Điều mà bạn cần làm ngay lúc này chính là nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ do dự kẻo bạn sẽ để lỡ cơ hội vào tay người khác đấy. Trường sinh cho thấy bạn có thể chinh phục được khách hàng nhờ sự uy tín của mình. Bản mệnh không chỉ mở rộng được thêm đối tượng khách hàng mới, mà còn giữ chân được nhiều khách hàng cũ, khiến đồng tiền vào túi tăng lên không ngừng. Với người làm công ăn lương, bạn có cơ hội tăng thêm thu nhập nhờ các khoản thưởng nóng do bạn đạt được thành tích tốt trong công việc. Nếu con giáp này không ngại làm thêm giờ hoặc nhận thêm các công việc tay trái, thì số tiền dành để trang trải cuộc sống cũng sẽ tăng lên rõ rệt, tạo động lực để bạn cố gắng hơn nữa. Dù là người làm trong lĩnh vực nào đi nữa, nếu có cơ hội bạn cũng nên tích cực làm thêm các việc thiện, ví dụ như đóng góp tiền bạc, giúp đỡ người gặp khó khăn. Những việc tốt đẹp bạn làm trong thời điểm này sẽ giúp bạn chạm tay tới cơ hội đáng quý trong tương lai. Tử vi tuổi Mậu Ngọ 2024 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 âm lịch của người tuổi Mậu Ngọ rơi vào bố cục tương sinh, theo đó, đây là cục diện chính tài sinh thiên quan. Nguyệt lệnh và thái tuế còn ám hợp, tuy nhiên, nó lại không có tác dụng gì với Mậu Ngọ mệnh hỏa, nên người tuổi này sẽ có một tháng mới bình an và may mắn. Song bố cục chính tài và thất sát, hay còn gọi là thiên quan hấp dẫn lẫn nhau, bản mệnh làm việc coi trọng nguyên tắc là tín dụng nên dễ được mọi người yêu quý mà đề bạt lên chức vụ tốt. Trong chuyện kinh doanh hay người làm văn phòng đều có thành tựu, dễ nắm thực quyền. Theo đó, nam mệnh được nửa kia tương trợ, nữ có được chồng hiền, nửa kia thông minh, độ lượng, có chức vụ trong xã hội, cương nghị, thẳng thắn. Dũng cảm là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, giúp con giáp tuổi Ngọ có thể đối diện với mọi vấn đề, các quyết định đều nằm trong tay bạn, chọn lựa thế nào là ở bạn. Tuy nhiên, không nên vì thế mà cứng nhắc quá, đôi khi linh hoạt sẽ giúp bạn có nhiều ưu thế hơn đấy. Chính ấn ghé thăm cũng là lúc để bản mệnh thể hiện sự năng động của mình trong cuộc sống. Có nhiều người phải vất vả hơn khi so sánh với những người khác, nhưng bù lại thành quả rất đáng nể. Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Ngọ âm lịch cho thấy, thời gian này, bản mệnh có thể gặp một người thú vị trong lĩnh vực liên quan đến công việc. Người đó mang đến cho bạn một số thông tin giá trị, khiến bạn có thêm nhiều cơ hội. Đây là vận may của bạn, hãy nắm lấy và đừng bỏ lỡ nhé. Với người làm công ăn lương, cơ hội để bản mệnh tăng tiến công danh, quyền lực đã đến rồi, đòi hỏi bạn phải tập trung cao độ. Tuy nhiên, đừng vì lợi ích của mình mà quên đi người khác. Nhớ rằng, việc bạn làm nên mang lại niềm vui cho nhiều người nhất có thể. Nếu không, sự ích kỷ của bạn sẽ phải trả giá trong tương lai. Người tuổi Mậu Ngọ lúc này rủng rỉnh tiền bạc. Nhiều người có đủ tiền để mua nhà cửa, xe hơi cho mình. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có những rắc rối khó lường mà bạn chớ chủ quan nhé. Bản mệnh nhớ rằng, cuộc sống mà chỉ theo đuổi mục tiêu tiền bạc thì quá nhạt nhẽo, thực tế là không ít người giàu có, sung sướng nhưng vẫn luôn cảm thấy trống rỗng, không mục tiêu. Tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tam bích bay về phương Tây Nam, mệnh chủ dễ vướng vào những rắc rối khó tránh thắng cô hồn này. Nếu không cẩn thận, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc dính dáng đến pháp luật hay kiện tụng nữa. Thêm vào đó, ảnh hưởng của đại thử nên sức khỏe cũng là vấn đề bản mệnh cần lưu tâm trong tháng cô hồn này. Lúc này thì dễ bị tổn thương, sức đề kháng cũng có dấu hiệu giảm sút khi bạn thức khuya quá nhiều hoặc làm việc ở những nơi có nhiệt độ quá cao trong thời gian dài. Tử vi tuổi Mậu Ngọ 2024 tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của người tuổi Mậu Ngọ lại là một quãng thời gian vất vả của tuổi này, do thiên can tháng là tương sinh, tạo thành bố cục thiên quan hóa tài. Đồng thời, nguyệt lệnh là Dậu Kim còn tương phá bản mệnh Ngọ Hỏa, song thái tuế và nguyệt lệnh còn tương xung, tạo nên bố cục thiên tài phá hoại ấn. Ngoài ra, trong tháng cục diện có thể thấy vận trình của bạn nhiều thành công mà cũng nhiều thất bại, do bản mệnh là một người khá cá tính, nên cách cư xử khá khác biệt, tuy nhiên làm việc thì tính toán quá nhiều, tâm tư sâu xa, tự biến cơ hội tốt thành mây khói, đôi khi tự hủy hoại vận sự nghiệp.
Xem tử vi tháng 8 năm 2024 tuổi Mậu Ngọ âm lịch, vận trình bản mệnh hung cát đan xen, tiềm tàng nhiều hung hiểm, hành sự thận trọng, nhất là trong đầu tư kinh doanh. Các mối quan hệ xã giao thiếu sự hài hòa, thường xuyên phát sinh hiểu nhầm hay xung đột khiến nội bộ lục đục, bản mệnh cũng chểnh mảng hơn trong công việc, dễ phạm sai lầm, uy tín giảm sút. Phàm là những việc liên quan đến giấy tờ, hợp đồng, thủ tục hành chính, tuổi Mậu Ngọ cần rà soát tỉ mỉ, cẩn trọng, chỉ một lỗi nhỏ cũng khiến bạn phải trả giá đắt. Cơ hội việc làm đến với tuổi Mậu Ngọ không nhiều, với những ai đang tìm kiếm công việc làm thêm phù hợp, e rằng tháng này khó mà toại nguyện. Nhưng đôi khi việc tìm người chứ không phải người tìm việc, vì thế đừng vội nản lòng khi chưa có việc gì thực sự phù hợp với mình. Sự xuất hiện của Thái Âm Cát Tinh báo hiệu tháng này bản mệnh được quý nhân là nữ mệnh trợ giúp khá nhiều. Tuy nhiên, để quyết định việc thành hay bại vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sự nỗ lực của chính bạn. Tài vận của tuổi Mậu Ngọ ở mức khá nhưng chưa thực sự ổn định, tiền vẫn vào ra khó tụ, thu nhập trong tháng chủ yếu dựa vào chính tài. Vì thế, cần tập trung làm tốt công việc chính, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Đừng ôm đồm quá nhiều việc khác kẻo vừa tổn hao sức lực, tinh thần mà hiệu suất lại không cao. Thứ tài kém sắc, may mắn về tiền bạc không nhiều, tuổi Ngọ thận trọng trong đầu tư, kinh doanh buôn bán. Trong tháng bản mệnh có lộc về việc mua bán, giao dịch đất đai, điền sản. Tuy nhiên nên nhớ kỹ, sự liều lĩnh mang đến cả sự được và mất. Tuy nhiên, tại thời điểm này đó là mất, vì thế làm gì cũng cần phải có điểm dừng, đừng để tham thì thâm. Tình hình sức khỏe giảm sút, cơ thể thường xuyên xuất hiện các triệu chứng uể oải, mệt mỏi, khó tập trung, ăn uống kém, ngủ kém chất lượng, hay bị tỉnh dậy vào ban đêm. Nếu có điều kiện thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đi du lịch, tĩnh dưỡng cơ thể. Tình cảm, hôn nhân của người tuổi Mậu Ngọ có dấu hiệu rạn nứt, nó đẩy lên cao trào khi người thứ ba xuất hiện xen ngang phá hoại. Người độc thân có cảm giác bất mãn với thực tại, không muốn mở rộng mạng lưới bạn bè, dần thu hẹp vào thế giới của riêng mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ 2024 tháng 9 âm lịch. Tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Mậu Ngọ sẽ may mắn hơn tháng trước, theo đó, bố cục chính quan tọa thiên tài, đồng vượng thủy, đồng thời nguyệt lệnh tuất thổ và ngọ hỏa tam hợp hỏa cục. Song nguyệt lệnh và thái tuế còn tương hợp vô cùng tốt, đây là cục diện thương quan phối chính quan tọa thiên tài. Tháng này cũng được coi là bố cục thập toàn thập mỹ, vận sự nghiệp của bạn đón nhận nhiều thay đổi tốt. Có thể bản mệnh sẽ vô cùng nổi tiếng vì là người trọng chữ tín, vừa linh hoạt nhưng cũng đi theo nguyên tắc chung, được quý nhân phò trợ. Bên cạnh đó, nữ mạng thì sức khỏe của nửa kia rất tốt, tuy nhiên, nam mạng thì đề phòng vướng họa tiền bạc mất cho nữ nhân. Xem tử vi khoa học. Tuổi Mậu Ngọ bước sang tháng Giáp Tuất với vận khí hanh thông, gặp nhiều điều may mắn, cát lợi. Một khi đã hạ quyết tâm làm gì bạn sẽ làm cho bằng được. Nhờ vào chính nỗ lực bản thân, cộng thêm với đôi chút may mắn từ vận trình, đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng, làm mọi điều mình muốn hoặc đã ấp ủ từ lâu, tỷ lệ thành công rất cao. Công việc trong tháng tiến triển suôn sẻ, làm gì cũng có đầu, có cuối. Sự nỗ lực được quy đổi bằng thành quả xứng đáng, dù là người làm công ăn lương hay làm tự do. Bạn đều hài lòng với những gì đã đạt được, việc ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn trong tháng diễn ra khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, mang về cho bạn không ít lợi nhuận. Tình hình kinh doanh, buôn bán ngày càng khả quan, tháng này, doanh thu đạt được có thể bù cho cả 2, thậm chí 3 tháng trước. Theo đó, ngay từ đầu tháng, bạn cần lên kế hoạch kinh doanh càng chi tiết càng tốt. Tháng Giáp Tuất, tuổi Mậu Ngọ có tài tinh chiếu mệnh, vì thế mà tài khí khá vượng. Hứa hẹn gặt hái thành công rực rỡ ở các hạng mục kinh doanh và đầu tư. Tháng này bản mệnh gặp nhiều may mắn về tiền bạc, ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nó mang về cho bạn không ít hoa hồng bỏ túi. Tiền bạc cứ gọi là rủng rỉnh, chi tiêu không phải nghĩ, có điều tuổi Mậu Ngọ vốn có lối chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Nhưng mọi thứ có thể thay đổi khi chính bạn đổi thay, học cách chi tiêu tiết kiệm, bạn sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Tử vi tuổi Mậu Ngọ 2024 tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch của người tuổi Mậu Ngọ có cục diện thiên quan đồng vượng trong tháng 10 âm lịch. Tuy nhiên, địa chi nguyệt lệnh và thái tuế tam hợp mộc cục và ám hợp với bản mạng. Nhưng đây không phải là một tháng may mắn với bạn, bởi thiên quan hai còn gọi là thất sát vốn là một hung thần. Đồng thời, khi nó xuất hiện lại tỏa vượng điện thì sẽ khiến tâm lý con người biến đổi, người tuổi Mậu Ngọ trở nên cực đoan và hay tiêu cực. Song công việc của bạn làm gì cũng có áp lực và sai sót. Nam mạng thì ưu phiền về tiền bạc, nữ mạng sầu vi bì sức khỏe và tình cảm gia đình. Xem tử vi, thiên hình là sao xấu xuất hiện trong tháng này, cảnh báo cho con giáp tuổi Mậu Ngọ chớ nên vội vàng trong bất cứ quyết định nào, nhanh nhẹn là cần thiết,
Nhưng việc đó cũng có mặt tiêu cực như sai nhiều, đôi khi bạn xem thường người chậm chạp hơn khiến họ khó chịu, cho dù bản thân là người chủ động, xông xáo, nhưng không phải ai cũng như bạn, hãy tôn trọng sự khác biệt này, người khác tuy chậm chạp nhưng họ làm đến đâu chắc chắn đến đó, ít sai sót. Ngũ hoàng nhập cung chính tây báo hiệu, mệnh chủ trong tháng này dễ bị tiểu nhân hãm hại, hãy chuẩn bị tinh thần cho những tin đồn sai lệch, không phải để xử lý mà là để lờ chúng đi, trước khi đưa ra quyết định lớn, đặc biệt là về sự nghiệp, bạn nên lùi lại quan sát kỹ lưỡng hơn. Tháng này, bạn càng khiêm tốn càng có lợi, nếu không vẫn giữ thói quen cũ mà hành sự bất cẩn, dễ gây họa, thậm chí bị chơi xấu thì càng dễ bị phạm tù tội. Ngược lại thay vì quá nhiệt tình như trước, nếu tháng này bạn có xu hướng hướng nội hơn, với phong cách làm việc chỉn chu, nghiêm túc thì khó ai có thể bắt bẻ được bạn. Tử vi tháng 10 năm 2024 tuổi Mậu Ngọ âm lịch chỉ ra rằng, những người mệnh này có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc, do đó, bản mệnh phải tiêu tốn một khoản kha khá cho việc đi lại, ăn uống, khảo sát thị trường, quan hệ đối tác, ảnh hưởng của tiểu hao nên con giáp tuổi Ngọ dù có nguồn thu đáng kể nhưng vẫn bị dò dỉ từng chút một. Vì những khoản chi nho nhỏ nhưng khá nhiều và dồn dập, có những người vay tiền với số tiền nhỏ nhưng nhiều lần, bạn khó từ chối dù biết rằng họ vay sẽ không trả bao giờ. Tháng này bạn cũng nên kiểm soát lại các khoản tiền đã đầu tư trước đây xem có những khoản nào không hiệu quả, giải pháp tốt nhất lúc này là thay đổi. Nếu bạn đang mắc kẹt với một dự án không sinh lời, đã đến lúc dừng cuộc chơi, một cơ hội tuyệt vời khác sẽ tới nếu bạn dám chấp nhận rủi ro. Đừng chỉ ngồi đó ao ước hay ghen tị về cuộc sống sung túc của người khác, vì nếu bạn thực sự hành động chính bạn cũng có được cuộc sống như mơ đó. Chỉ là khó khăn ban đầu sẽ khiến bạn chùn bước và bỏ cuộc mà thôi, do đó, hãy xây dựng quyết tâm đủ lớn và kiên trì hoàn thành mục tiêu. Tử vi tuổi Mậu Ngọ 2024 tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 âm lịch của người tuổi Mậu Ngọ rơi vào bố cục bính hỏa chính ấn tương sinh giáp mộc thiên quan. Trong tháng, nguyệt lệnh và thái tuế tương hình lẫn nhau, tạo qua thiên ấn hình hóa thiên quan. Sau nguyệt lệnh tí thủy tương xung ngọ hỏa là cục diện thất sát khắc thân. Tuy nhiên, may mắn cho bạn là bố cục thiên quan tọa chính ấn ngụ ý về một tháng giàu có và thành công trong công việc, bản mệnh văn võ song toàn. Làm gì cũng tháo vát giỏi giang. Con giáp này trong tháng cũng có tinh thần trách nhiệm nên được cấp trên quý mến, dám đột phá khó khăn. Có thể nói, phương diện sự nghiệp của con giáp tuổi Mậu Ngọ tháng sẽ tràn đầy may mắn, mọi nỗ lực của bạn được đền đáp và chinh phục đến những nấc thang quan trọng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì người tuổi Ngọ có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu vẫn có thể khiến bạn nao lòng, nhưng cuối cùng bạn vẫn thực hiện được thôi. Với những ai chọn con đường có phần nhiều trở ngại hơn thì cũng đừng bất cứ điều gì mà bỏ cuộc, chỉ cần bạn quyết tâm thực hiện đến cùng thì năng lực của bạn sẽ được khẳng định. Với những ai đưa cho bạn lời khuyên, gợi ý, đừng vội vàng bỏ qua, nhất là đối với những ai đã có kinh nghiệm tương tự như bạn, thì việc họ chia sẻ kinh nghiệm là thực sự quý giá, bạn cần ghi nhận. Về vận trình tài chính có thể khẳng định rằng, may mắn sẽ mỉm cười với bạn trong thời gian sắp tới, bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền hay ho, giúp bạn chinh phục kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Tài lộc trong tháng này khá dồi dào, những ai đang kinh doanh liên tục có đơn hàng liên tục về, mọi việc khá triển vọng và bạn càng nuôi thêm nhiều tham vọng mới. Bạn có biết vì bạn thích giúp đỡ người khác nên bạn thuộc con giáp tốt bụng sẽ được quý nhân phù trợ, cuộc sống sung túc. Nhưng bên cạnh đó vẫn có dấu hiệu hao tài, tiền có về đó nhưng bạn phải tiêu xài, mua sắm khá nhiều, có nhiều việc phát sinh ngoài dự kiến. Cuối cùng thì bạn không tiết kiệm được nhiều, cho dù tưởng rằng mình đã có thu nhập tăng thêm rồi đấy. Những khoản đầu tư lúc này có vẻ hứa hẹn đấy, nhưng nếu bạn thích thì nên đầu tư nhỏ thôi, vì bạn không thể nào lường hết được những rủi ro tiềm ẩn của việc này đâu. Tình cảm của tuổi Mậu Ngọ sẽ thăng hoa trong tháng này, người độc thân gặp được đối tượng trong mộng, nói chuyện tâm đầu ý hợp, tình cảm tiến triển rất nhanh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ 2024 tháng 12 âm lịch. Xem tử vi khoa học, ở tháng cuối cùng năm Giáp Thìn, người tuổi Mậu Ngọ đối đầu cục diện tương hại, cần đề phòng tiểu nhân quấy phá, cản trở con đường thăng tiến. Có điều, đinh hỏa lâm đất trường sinh ở Ngọ, báo hiệu vận khí dần tăng, lại có tử vi và giải thần cát tinh soi đường chỉ lối. Khó khăn trong công việc chỉ mang tính tạm thời, chỉ cần bản mệnh hạ quyết tâm, kiên trì tới cùng thì việc gì cũng sẽ qua. Tuổi Mậu Ngọ cứ xông xáo và chủ động làm việc, bất chấp điều tiếng, thị phi, sẽ có được thành công đáng nể. Người làm công ăn lương cứ y án kế hoạch đã lập mà làm, việc vừa nhàn, vừa theo đúng tiến độ mà không sợ bị mắc sai lầm. Có thời gian rảnh, bạn vẫn có thể kiêm nhiệm các công việc phụ để tăng thu nhập trong tháng. Người kinh doanh, buôn bán có một tháng làm việc tất bật nhưng khá hiệu quả.
Mặc dù sức cạnh tranh lớn nhưng bản mệnh vẫn đứng vững trong mọi hoàn cảnh, thậm chí có thể ký kết hợp đồng làm ăn lớn, bỏ túi không ít tiền bạc. Tử vi 2024 chỉ rõ, tài vận tháng cuối năm này của tuổi Mậu Ngọ có nhiều điểm sáng bất ngờ, chính tài không có sự biến động, nhưng thứ tài liên tục mang tới may mắn và niềm vui bất ngờ. Ngoài nguồn thu nhập chính, bạn còn có thêm nguồn thu phụ, ngoài tiền lương chính, bản mệnh còn nhận được khoản tiền thưởng, tiền hoa hồng, quà tặng thưởng cuối năm, theo đó, nâng mức thu nhập tăng vọt so với tháng trước, kinh doanh, buôn bán, đầu tư trong tháng đều đầu xuôi đuôi lọt, hãy mạnh dạn làm điều bạn mong muốn, hứa hẹn kết quả khá lý tưởng. Có điều, tháng này có dấu hiệu phá tài, hao tốn nhiều tiền của, vì thế tuổi Mậu Ngọ nên tránh xa các trò may rủi cờ bạc đỏ đen kẻo trắng tay. Về phương diện sức khỏe, cần đề phòng dương nhận hung tinh gây họa huyết quang hay thương tật bất ngờ. Ngoài ra, tháng có thực thần ghé thăm, ăn uống, tiệc tùng liên miên có thể gây tăng cân hoặc các vấn đề về tiêu hóa, bản mệnh hết sức lưu ý. Mặt tình cảm không như ý muốn, các cặp đôi đang yêu cũng nảy sinh mâu thuẫn, giận hờn chứ đừng nói tới những ai kết hôn đã lâu. Một trong hai bạn có biểu hiện ngoại tình, hết sức tiết chế cảm xúc, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Điều cấm kỵ thứ nhất đó là oán hận trời đất, nói mà không nghĩ. Những người thường xuyên oán trách trời đất, đổ lỗi cho người khác, nói những lời làm tổn thương, lăng mạ người khác thì chắc chắn đã tự hủy hoại đi vận may về tài lộc và phúc đức của mình. Bản thân họ cũng luôn cảm thấy đau khổ, dằn vặt, mọi sự chẳng yên. Những người như thế dù có được kế thừa gia tài đồ sộ thì tài vật cũng phải bị phân tán hết, cuối cùng sống trong khổ sở. Điều cấm kỵ thứ hai, thể hiện bản thân. Người ta càng phô diễn thứ gì thì càng chứng minh rằng bản thân họ đang thiếu chính những điều đó, làm người nhất định phải chú ý một điểm. Càng thể hiện điều gì càng thấp kém ở điểm đó, có lẽ bạn không biết, nhưng thể hiện bản thân là điều khiến trời đất phẫn nộ. Vì thế tạo hóa sẽ khiến bạn mất đi sự thể hiện và kiêu ngạo bằng cách lấy đi tất cả những gì gọi là năng lực của bạn. Càng thể hiện thứ gì thì bạn càng dễ mất đi thứ đó. Điều cấm kỵ thứ ba, đó là cấm kỵ tham lam vô độ để bị dục vọng khống chế. Trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi lại, thấy đủ thường đủ, cả đời không nhục, biết dừng thường dừng, cả đời không thẹn. Người biết đủ sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc, bởi vì bọn họ sẽ không bị dục vọng làm vấy bẩn, cũng sẽ không bị dục vọng sai khiến. Khi làm việc gì không thể vì chút dục vọng mà làm cho đến tuyệt tình, làm gì cũng phải lưu lại một chút khoảng trống, như vậy mới không tạo thành sai lầm để rồi phải hối hận mãi về sau. Dục vọng là từ đâu, sự nhục nhã từ đâu mà có, cũng chỉ là hai chữ biết đủ. Lão Tử từng nói, biết đủ thì không nhục, biết dừng lại thì không nguy, thế mới có thể lâu dài. Những lời này chính là nói người ta sống thì phải biết đủ, người không biết đủ thì sẽ trở nên tham lam, cứ cố gắng lao đầu về phía trước. Như vậy thì cách tai họa cũng không còn xa nữa. Trong tác phẩm nổi tiếng xưa có câu rằng, thân hậu hữu dư vong xúc thủ, nhãn tiền vô lộ tử hồi đầu, tạm dịch, sau lưng có đường lui nhưng không chịu buông tay. Trước mắt muốn quay trở về cũng không còn lối, câu nói ấy thật sâu sắc, là một lời ám chỉ người xưa, chẳng phải nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác đó sao, khi bị dục vọng điều khiển. Biết rõ phía trước là vực sâu thăm thẳm nhưng vẫn cứ nhắm mắt làm liều, không chịu dừng lại, hãm sâu vào nơi tăm tối. Đến lúc bị dục vọng khống chế luôn rồi thì hối hận cũng đã muộn. Trong Đạo Đức Kinh cũng có nói, yêu nhiều ắt sẽ tổn nhiều, chất chứa nhiều ắt sẽ mất nhiều. Nếu không kịp thời khắc chế dục vọng, thì đâu chỉ có bất và tổn đơn giản như vậy. Tham lam vô độ, không biết tiết chế, bị dục vọng điều khiển, đây chính là cái bẫy thứ ba của kiếp nhân sinh, đời người phiền não không kể hết được. Chỉ cần nhẫn được thì ngày mai trời lại sáng, thân nơi bóng tối, gặp phải nghịch cảnh cũng không được ủ rũ, tĩnh tâm lại, tìm ra nguyên nhân. Phía trước sẽ là bầu trời xanh. Điều cấm kỵ thứ tư, cấm làm những chuyện ham chiếm tiện nghi. Nói đến lợi ích, có những thứ rất bề mặt ai ai cũng nhìn thấy được, nhưng lại có những thứ rất ẩn hình, tưởng là phúc đấy thực ra lại là họa, tưởng là lợi đấy thực ra lại thiệt thòi nhiều hơn. Bởi vậy, chỉ có người dạy mới ham chiếm tiện nghi, tranh tranh đấu đấu, tìm cách vơ lợi ích về mình, họ tưởng rằng đó là khôn ngoan, nhưng cuối cùng lại khiến bản thân phải chịu thiệt nhiều hơn. Ngược lại, người khôn sẽ không vì cái lợi trước mắt mà chiếm đoạt tiện nghi bất chính, họ hiểu rõ đạo lý nhân quả, muốn được thì phải biết phó xuất, trên đời không có của trời cho. Vậy nên họ sẵn sàng chịu thiệt, nhường một bước để thấy biển rộng trời cao. Kỳ thực, chịu thiệt chính là phúc, có những lúc chịu thiệt mới có thể nhận được phúc báo sau này. Nói đi nói lại cũng chính là muốn nhận được hồi báo thì phải học cách cho đi. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay của Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị và gia đình an khang thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại.